Thưa quý vị, mặc dù dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhưng người dân Đà Nẵng, nhất là bà con giáo dân trên địa bàn thành phố, vẫn lạc quan, phấn khởi, chuẩn bị đón lễ Giáng sinh cận kề. Và tất cả bà con đều ý thức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch khi tổ chức đón lễ. Ai cũng cầu mong thành phố sẽ sớm đẩy lùi hoàn toàn COVID-19. Tại một khu xóm đạo nằm trên đường 3 tháng 2, con đường nơi đây lung linh sắc màu và tràn ngập hình ảnh mừng Chúa Giáng sinh trước mặt tiền mỗi nhà. Có nhà còn đầu tư trang trí bên trong nhà với nhiều biểu tượng của ngày lễ như là hang đá, hình ảnh Thiên Chúa lúc mới sinh rất sinh động. Theo đó, việc trang trí này luôn được các bà con giáo dân tại đây chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm. Đây là khu dân cư thuộc tổ dân phố số 33, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, với khoảng 95% là bà con giáo dân. Ngoài ra, mỗi nhà đều có cách thức đón Giáng sinh riêng. Mình tổ chức ở trong gia đình thôi, chứ còn ở ngoài xã hội thì mình không dám ra. Món quà này thì là các con hẳn mua để cho các cháu Noel bóc thắm rồi thì là để cho các cháu vui thôi. Theo nhiều bà con giáo dân sống gần nhà thờ giáo xứ Thanh Đức, năm nay chỉ có khoảng số ít người được dự trực tiếp để Giáng sinh tại nhà thờ, và còn lại sẽ dự theo hình thức trực tuyến tại nhà để đảm bảo không tập trung đông người. Mặc dù không thể tổ chức lễ lên đình hoành tráng như mọi năm, nhưng bà con giáo dân ai nấy cũng đồng thuận, chia sẻ về tình hình dịch bệnh chung, qua đó chung tay cùng thành phố góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thì vì trong mùa dịch nên gia đình cũng tổ chức Giáng sinh, nhưng mà vì dịch bệnh nên xin lễ trực tuyến ở nhà, không có tụ tập như mọi khi, nhưng mà vẫn giữ được cái không khí Giáng sinh đối với gia đình cũng như mọi người, là mong muốn rằng cho dịch bệnh mau qua đi, mong cho thành phố chúng ta được bình yên. Không khí Giáng sinh năm nay của các xóm đạo có vẻ trầm lắng hơn các năm trước, nhưng trong lòng mỗi bà con giáo dân, Giáng sinh luôn là ngày trọng đại mà họ háo hức chờ mong. Và năm nay, dù có ảnh hưởng dịch bệnh, song vẫn đặc biệt theo một cách riêng.